Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta học chữ Hán bài số 43, sẽ là một bài rất là ít chữ thôi. Chữ đầu tiên là chữ phù ở trong từ phù hiệu, tức là cái bằng chứng hoặc là vật dùng để làm tin. Ở trên chúng ta thấy là có bộ tre trúc này. Bởi vì ngày xưa thì phù hiệu chỉ dùng chất liệu tre trúc để làm thôi. Và bên dưới thì có chữ phó, đúng không? Phó tức là cái gì đó nó chữ cự ấy, nó gắn kèm vào. Vậy là cái mảnh tre trúc mà mình đính lên người để là làm phù hiệu đó chính là cái chữ này. Và chúng ta có từ duy nhất hay dùng đó là cái pự, là vé tàu xe, viết bằng chữ thiết và chữ phù. Tiếp theo này, bài này chúng ta sẽ học bộ bốn tính từ chỉ thời tiết. Đầu tiên là chữ thử, có nghĩa là nóng. Hai mặt trời thiêu đốt một ông lão ở giữa, đúng không? Bộ nhập này, ở giữa là bộ lão và cuối cùng lại là bộ nhập tiếp, cho chúng ta từ ạt chơi là nói về cái nóng của thời tiết. Tiếp về chữ mãnh nhá. Mãnh này trong từ mãnh thú ấy, nên là còn nó có bộ khuyển ở bên trái ạ. Mãnh thử tức là cái nóng gay gắt, nóng mà thậm chí có thể gây chết người, thì đọc là mô sổ. Mô sổ. Thì chữ mãnh này kết thúc bằng NH, nên là nó có trường âm ở mô. Và chữ thử kết thúc bằng ư, cho nên nó không có trường âm. Tiếp theo với chữ noãn. Noãn này thì có nghĩa là ấm áp. Thì bên trái mình thấy là có bộ nhật, đúng không? Cứ có bộ nhật thì một là nó chỉ ánh nắng này, tức là ấm áp. Và hai là nó chỉ cái yếu tố thời gian. Atatakai là từ ấm nói về thời tiết. Sau này các bạn sẽ có một từ nữa cũng đọc là atatakai á, nhưng mà nó không có bộ nhật mà nó lại thay bằng bộ mãnh, tức là cái osara, cái đĩa để chỉ đồ ăn ấy. Thì cái atatakai đấy là nói về món ăn ạ. Còn cái có bộ nhật này mới là nói về thời tiết. Ôn noãn này tức là khí hậu ôn hòa ấm áp, đúng không? Đây, cái atatakai mình vừa nói đây chính là cái chữ bên trái á. Thì cả hai chữ này cùng góp vào có nghĩa là chỉ cái khí hậu ôn đới, ấm áp, ôn đàn. Và cuối cùng nhé, chữ noãn và chữ phòng thì cho chúng ta từ máy sưởi, đó chính là cái đan bồ. Theo động từ nói về hoa, chữ tiếu là sạc cự, hanaga sạc cự, đúng không? Thì bên trái mình thấy có bộ khẩu, bởi vì hoa nở thì giống như là hoa đang hé miệng cười ấy, nó có bộ khẩu ở đấy. À, khi chúng ta muốn nói là hoa anh đào nó nở sớm hay là nở muộn hơn so với mọi năm chẳng hạn, thì có thuật ngữ là hayazaki, tức là hayaku sakimasu. Bây giờ chúng ta bỏ cái cự đấy và chúng ta ghép sakimasu vào thì sẽ thêm tên vào thành ra zaki, hayazaki, và ngược lại là osozaki. Tiếp theo nhé, đây là chữ tăng. Tăng có nghĩa là tăng lên ấy. Thì trong kanji nó có một số chữ Hán mà nó chung nhau cái bộ này. Nhưng các bạn nhớ là trong cái từ tăng lên thì nó có bộ thổ nhá. Động từ fuyasu tức là mình làm tăng số lượng cái gì đấy lên. Tự động từ fueru tức là cái gì đó nó được tăng về mặt số lượng. Ví dụ mình nói là dân số tăng lên này, hay là số nhà, số xe ô tô tăng lên chẳng hạn. Zokasuru thì nó ghép bằng chữ tăng và chữ ra, nó cũng là một tự động từ nhé, nó dùng như là từ fueru ở trên ấy. Tiếp theo chuyển sang bên này, đầu tiên mình có chữ mai. Chữ mai này bên trái có bộ mộc, nó là các cái đơn vị đến vật mỏng, mình đấy là nan mai, là mấy tờ hay là mấy tấm. Mai sư, sư ở đây có nghĩa là cái số lượng ấy, mai sư tức là cái số lượng của một thứ gì đó mình lấy bằng mai. Vậy thì việc chúng ta có thể dịch là số lượng tờ. Được. Vừa nãy mình có nóng và ấm rồi, thì bây giờ mình còn lại là lạnh và mát. Đầu tiên mình có chữ hàn này. Ở trên có bộ miên, đúng không? Và phần bên dưới này thì trông nó gần giống như là fuyu ấy, tức là tuyết đang rơi xuống. Mình đang ở trong nhà và nhìn ra cửa sổ thì thấy ở ngoài là tuyết rơi, lạnh buốt. Cho chúng ta từ samui là lạnh. Samuke ga suru. Lưu ý chữ khí ở đây mình đọc là ke nhé, chứ không đọc là ki đâu ạ. Samuke ga suru tức là tự nhiên các bạn rùng mình ấy, cảm thấy ớn lạnh lên. Tiếp theo này với chữ lượng hoặc là lương, có nghĩa là mát mẻ. Thì mẹo nhớ ở đây nhé, là chúng ta nhớ là chữ kinh ở trong từ Kyoto ấy. Đấy là mưa trên kinh đô, đúng không? Bên trái có bộ chấm thủy liên quan đến nước. Mưa trên kinh đô, và kinh đô bây giờ thật là suzushi, thật là mát mẻ. Cuối cùng này, mình có chữ phất.
Phất này không phải là wakatsu, là đun nước nữa, mà nó có nghĩa là thanh toán. Phần bên trái nó là cái cử động của tay ấy. Các bạn nhớ rất nhiều từ ví dụ mukutsu đúng không? Trong chữ chi ấy, là có cử động của tay. Và bên phải thì cứ có chữ mư cứng này, nó hay liên quan đến nhân vật watashi. Để hôm nay tôi trả cho, đúng không? Kyo boku ga harau yo, tức là hôm nay tôi thanh toán tiền cho, harau. Và trong kinh doanh buôn bán hợp đồng ấy, thì lại hay dùng từ là oshiharai. Oshiharai thì nó là sự thanh toán thôi, chẳng có thêm chữ chi ở trong từ chi trả vào thôi, cho nó lịch sự hơn thôi. Vậy là chữ Hán bài 43 của chúng ta sắp hết rồi. Đây là chữ cuối cùng. Chữ nghênh có nghĩa là nghênh đón. Thì ở ngoài chúng ta thấy có bộ xước đúng không? Bởi vì đón là mình phải đi trên đường mà, mình đi đón người ta, liên quan đến đường đi. Mukaeru là đón, đón ai đó, nó sẽ là trợ từ trực tiếp nhé. Cho nên chúng ta nói là kodomo mười mukaeru chẳng hạn, là đón ai đó. Đó. Tiệc đón mừng thì chữ Hán là hoan nghênh hội. Nhìn vào đây thì mình thấy này, hoan sẽ kết thúc bằng ân, nghênh sẽ có trường âm, và hội thì luôn luôn đọc là khai, kết thúc bằng y rồi. Chúng ta có thể đọc là kange kai. Kange kai nó là cái mà ngược với sobetsukai đấy. Sobetsukai chữ Hán là tống biệt hội đúng không ạ?